Trên màn hình các bạn đang là đội hình thi đấu, chúng ta có thể thấy những gương mặt xuất sắc nhất đều có mặt trong danh sách chính thức. Chúng ta hãy chờ đợi là ông huấn luyện viên nào sẽ ra tay trước, và có thể là trận đấu này sẽ quyết định ở hai biên chăng, rất có thể là như vậy. Apilicueta, Kante. Những pha bàn bật rất nhanh. Đưa bóng vào. Bóng ra ngoài đường biên, hưởng phạt góc. Pha treo bóng bổng. Dứt điểm. Pha xử lý lấp lửng rất đáng sợ. Cú sút điểm đầy tự tin nhưng bóng này không trúng đích, sẽ là một quả phát bóng lên cho các cầu thủ. Apilicueta, Thiago Silva, Marco Alonso, Timo Werner, Saul, Kante. Cú sút điểm từ xa. Cú pha cứu thua rất đẹp mắt. Lukaku. Pha cản phá dứt khoát. Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển trôi qua, đã có những cú sút được tạo ra, nhưng từ đó là chưa đủ để có thể coi là những cơ hội. Quả đá phạt góc. Một pha treo bóng vào trong. Bóng được phá ra. Lukaku. Một pha di chuyển ra biên. Pha phối hợp rất hay. Bóng đã được phá lên. Pha không chế bóng rất điệu nghệ. Vẫn là những pha dạt ra biên. Đây sẽ là một cơ hội dứt điểm. Không vào, không vào. Cú biên cho các cầu thủ. Đường chuyền vào rất nguy hiểm. Phản công. Pha bóng rất nguy hiểm. Thủ môn đã lao ra khỏi khung thành và có được bóng. Từ vị trí này anh ta có thể đưa bóng lên chính xác hơn cho đồng đội của mình. Như vậy là đúng lúc này thì trọng tài Tengaro cũng đã hồi còi khép lại. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của bạn. Thực hiện trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Hồng Quốc Bắc, vị trọng tài uy tín nhất của bóng đá Anh ở thời điểm hiện tại. Đã có một pha phạm lỗi. Kante. Marco Alonso. Ross Barkley. Pha bóng rất nguy hiểm. Thì còn hư bia đối với cầu thủ. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Timo Werner. Pha cản phá dứt khoát. Rodrigo. Dứt điểm đi. Rất bình tĩnh. Timo Werner. Một tình huống đòi hỏi tốc độ. Chờ đợi sự khác biệt. Vẫn còn. Dứt điểm. Quả đá vào góc.
Đây là trận đấu mà trong những tình huống đá phạt góc, các cầu thủ hai bên sử dụng rất nhiều tiểu xảo. Có lẽ các cầu thủ cũng đánh giá cao khả năng không chiến của các chân sút nên họ không ngần ngại tạo ra những tiểu xảo để khiến cho những người đánh đầu tốt không phát huy được khả năng của mình. Cách biệt đang là một bàn. Đây là lúc mà họ sẽ phải chủ động tạo ra sự áp đặt, cần phải có một số lượng người đủ đảm bảo. Trận đấu đang có được tất cả những gì mà một trận đấu hay cần phải có, đó là những bàn thắng, đó là tốc độ, sự kịch tính và cả bất ngờ. Hai đội bóng dường như quên mệt mỏi và không hề e ngại phải dính những pha chấn thương và đang thi đấu những đấu sĩ thật sự ở trên sân. Llorente, Rafinha, một pha treo bóng vào trong. Cao Nhật, phối hợp rất nhịp nhàng. Một tình huống đòi hỏi tốc độ, chờ đợi sự khác biệt. Phản công, xoay sở rất khéo. Cứ đàn đi! Sau rất nhiều những pha hoàn thành thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Đó là một bàn thắng rất quan trọng. Thế trận đang diễn ra một chiều. Bàn thắng ở những phút cuối cùng. Không thể không ghi bàn ở một tình huống như thế này. Sobra Philip. Bóng đã ra ngoài sân. Một quả ném biên. Pha đi bóng tạo biên. Rất bình tĩnh. Một cái. Một cú đá chân trái tuyệt đẹp. Lần thứ hai ở trong trận đấu vượt lên. Sobra Philip. Bóng đã chuyển sang cho đội đối phương. Và đúng lúc này trọng tài đã hồi còi những trận đấu. Một trận cầu vô cùng gay cấn. Rất vui khi cùng đồng hành với các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.